Xin chào tất cả quý vị các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với chương trình Những cạm bẫy trong khai cuộc. Ngày hôm nay mình xin được phép được tiếp tục trình bày những cái diễn biến sai lầm của bên đi tiên trong cái thế trận pháo đầu công bình phong mã. Đầu tiên thì chúng ta cùng bước vào trận hình pháo đầu công bình phong mã. Như anh em đang thấy trên màn hình thì chúng ta đến đây đã hình thành lên thế pháo đầu công bình phong mã cơ bản. Thì thông thường đến giai đoạn này thì bên đỏ có khá nhiều hướng tấn công chính, ví dụ như là mở tam binh hoặc mở thất binh hoặc là đi pháo tám bình sáu hoặc là có thể mở mã tám tấn chín. Đấy là những cái thủ pháp thông thường. Ngày hôm nay chúng ta cùng đi đến cái phương án tiếp theo của buổi trước, đó là phương án xe hai tấn sáu. Xe hai tấn sáu như thế này thì như chúng ta đã thấy từ buổi trước thì đến đây giai đoạn này thì bên đen có 3 phương án chính, một là binh 3 tấn 1, một là binh 3 tấn 1, hai là đi binh 7 tấn 1, ba là có thể chơi pháo 8 bình 9, bình pháo mở đổi xe. Tiếp tục diễn biến ngày hôm trước thì chúng ta bên đen lựa chọn phương án đi binh 3 tấn 1. Thì hôm trước thì bên đỏ sai lầm bằng cái lực cờ đi xe 2 bình 3 ăn xe và tốt, dẫn đến là bị bên đen phản kích rất là lặng lề. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một biến hóa khác, đó là bên đỏ lựa chọn phương án binh 5 tấn 1 thì sao. Thì với cái phương án binh 5 tấn 1 như thế này thì thông thường thì bên đen sẽ có hai sự lựa chọn chính. Một là chơi pháo 2 tấn 1 để sau này có thể đi binh 7 tấn 1 hất con xe về. Hai là bên đen có thủ pháp và lên sĩ 4 tấn 5 củng cố trung lộ, và lên về sau có thể phát triển voi 3 tấn 5 để xuất động nhanh con xe 1. Đấy là hướng phát triển của bên đen. Bên đỏ mã 8 tấn 7 phát triển thế pháo đầu mã đội. Bên đen bình phá mời đổi xe. Như ở đây thì diễn biến ở đây thì thông thường ý, thì đến đây thì bên nếu như bên đỏ đấu xe đi thì sẽ hai bên vẫn khá là cân bằng thôi. Tuy nhiên ở đây nếu như mà bên đỏ sai lầm mà lựa chọn phương án xe hai bình 3 ăn xe để tốt thì theo em đây là một cái phương án không mạnh, thì dẫn đến cái tình huống mà bên đen phản kích bên đỏ rất là mạnh. Ví dụ chúng ta có thể diễn tiến biến tiếp bản cờ như sau. Bên đen pháo 9 thoái 1, thoái pháo về. Mục đích của con pháo này thì vẫn là bình pháo vào để bắt xe và sau đó có thể công kích xuống điểm tượng đáy. Bên đỏ mã 7 tấn 5 lao mã lên hình thành liên kết pháo đầu mã đội. Bên đen bình pháo đuổi xe. Bên đỏ chạy xe. Anh em phải thấy là với cái khai cuộc như thế này thì bên đen đã di chuyển khá nhiều lực xe rồi, mà thậm chí là cái con xe ở đây vẫn nằm trong cái hướng tầm kiểm soát của con ngựa. Con mã vẫn có thể lao lên để tấn công vào vị trí xe. Đấy. Đây bên đen tiếp tục lao mã lên tranh tiền để tấn công vào vị trí cái con xe 6. Bên đỏ binh 5 tấn 1. Bên đen ăn ngựa, bên đỏ ăn lên. Thì đây anh em mới thấy là cái phòng tuyến của bên đỏ ở cái vị cái dọc trục 3 này đã rất là mỏng rồi. Thì đây bên đỏ quyết định bên đen quyết định là dùng con pháo 7 là để tấn công xuống vị trí tượng 7 bằng lực cờ mã 7 tấn 8. Mã 7 tấn 8 này thì bên đen bên đỏ đi xe 4 bình 3 che lại, thì bên đỏ anh em thấy để ý là cái bên đen sẽ có con pháo 2 bình 7 chuyển sang hỏa lực rất mạnh. Bên đỏ xe 3 bình 5 ăn tốt thì bên đen tự tượng chiếu. Bên đỏ lên sĩ thì bên đen xuất động lốt chủ lực là xe 1 bình 2. Bên đỏ pháo 8 tấn 4 thì bên đen tiếp tục lao mã tới tấn công xe. Bên đen chuyển xe có bắt ngựa thì đây bên đen có thủ pháp là chọc xe xuống đáy. Lúc cái chọc xe xuống đáy này với mục đích là bên đen đang muốn dùng con pháo lăn vật sang điểm sĩ này để tiếp tục tấn công ở vị trí xe. Bên đỏ xe 9 tấn 1 để né đòn thì bên đen tiếp tục vật chiếu. Bên đỏ về sĩ thì bên đen vật pháo sang sĩ còn lại. Thì anh em phải thấy đến hình cờ hiện tại thì cái hàng phòng thủ của bên đỏ đã bị tan rã hết rồi. Hình cờ này là hình cờ theo em đánh giá là rất là nguy hiểm cho bên đỏ. Vậy ở đây trong cái cuộc này thì liệu bên đỏ đã sai lầm ở đâu? Thì theo em nó ở cái giai đoạn này. Cái giai đoạn anh em đang thấy trên màn hình ở lực cờ thứ 6. Thay vì lực ăn xe và tốt như ăn xe và tốt thì ở đây bên đỏ lên lựa chọn phương án đấu xe đi, ví dụ như là xe 2 tấn 3 ăn đấu xe đi. Với phương án đấu xe này thì cục diện có thể sẽ diễn ra như sau. Bên đen ăn mã về, bên đỏ phát triển mã 7 tấn 5, bên đen treo voi thì bên đỏ binh 5 tấn 1, bên đen ăn binh 5 tấn 1 lên
thì bên đỏ vượt lên, bên đen xuất động xe, bên đỏ đi binh 7 tấn 1 để phát triển mà dựng ngựa lên vị mã hoàng tử. Bên đen binh 7 tấn 1 phát triển sẵn đường ngựa, về sau có thể phát triển mã 8 tấn 7 lao lên. Bên đỏ củng cố lại hình cờ bằng nước voi 7 tấn 5, bên đen lên ngựa, bên đỏ khép pháo vào để mở mặt xe, xuất động xe 9 binh 8. Bên đen lao lên thì bên đỏ xuất động xe. Thì đến đây thì kết thúc khai cuộc. Thì như anh em đang thấy thì hình cờ của cả hai bên cũng khá là bình ổn, cả hai bên đều có thể chơi được. Đấy. Thì với những cái diễn biến vừa xong thì mình cũng xin được phép được kết thúc video tại đây. Hy vọng với những diễn biến này sẽ có giúp anh em có một cái nhìn sâu hơn trong khai cuộc. Tiện đây anh em nào muốn cho con theo cờ hoặc học 1-1 cùng với mình thì có thể liên hệ Zalo 0935356789 để nhận được những thông tin về các lớp học. Video này mình xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.